cả đống tiền luôn này. Đấy, một cục này. Người dân đến đây là khá là nhiều. Đây là toàn dân buôn thôi. Kiều này thì cũng dễ nuôi như dê mà. Ở đây là bò với dê với cừu nha mọi người. Đấy, công nhận là xuống như này hợp lý phết đấy. Bây giờ là sẽ cho bò lên nha mọi người. Đấy. Ui giời. Ui giời. Thế là nhiều cái xe này làm sao mà chở được cả trăm mấy con như này. Ok, alo, chào tất cả mọi người nha. Ok, chào mừng các bạn ở channel Quang Linh Vlog của Trần Châu Phi. Bây giờ hôm nay là ngày thứ hai, anh em mình đi xem bò và mua bò nha mọi người. Thì tình hình là lúc sáng giờ anh em mình cũng chốt được 10 con bò cái. Và trong đó có bao nhiêu con có ấy nhỉ, có bầu nhỉ? 4 con có bầu nha mọi người. Thì bây giờ là tiếp tục đi tìm thêm để gom làm sao cho đủ tầm 30 hoặc là 25 gì đấy cũng được. Đấy, tùy theo số tiền thôi. Tại vì anh em mình cũng đưa đâu đó là tầm 8 triệu mấy, gần 9 triệu quan. Đâu rồi, tiền đâu rồi? Xem nào. Xem còn số lượng còn có hẳn nữa không? Báo cáo. Báo cáo cái thư ký về ngân sách thì báo cáo. Để ta nào. Còn nhiều lắm. Đây này. Cả đống tiền luôn này. Đấy, một cục này, hai cục này, hai cục này cũng 2 triệu này. Nói chung là có bò thì mình cứ mua thôi, thiếu thì mình lại đi rút thêm mua làm sao cho đủ tầm 25-30 đi vay thôi. Đấy, thiếu gì đâu. Đây này, đấy, một bao bao tiền, nói chuẩn là một bao tiền. Bây giờ là có một anh dẫn anh em mình đi vào trong này để xem một con tiếp hay là mấy con nhỉ? Một phải không phải anh ấy? Nhiều đấy. Nhiều á? Bởi bò ở đây người ta thường là người ta cứ tập trung một chỗ ấy. Tập trung lại một chỗ có khách đến mua dần đến. 10 con tầm chiều là cái số lúc nãy mới mua ấy. Là sẽ đưa ra ngoài chỗ trông coi để gom lại. Chở xe xuống để chở đi. Nói chung là ngày nay phải gom được làm sao cho nó được 20 con. Tại vì hôm nay là thứ ba rồi nha mọi người. Thứ ba thì thường thường là chở mới họp. Đấy, thứ ba, thứ năm, ngày mai thứ tư rồi. Để hôm nay xem được bao nhiêu con nha mọi người. Hiện tại là người dân đến đây là khá là nhiều. Đây là toàn dân buôn thôi. Khi mà người ta xây cái khu vực này, xây khu vực xung quanh này, đấy, tất cả người dân đến đây bán là dân buôn mua lại. Sau đây là anh em mình lại mua lại dân buôn. Đây tất cả đều dân buôn hết nha mọi người. Đây. Đấy, mọi người thấy chưa? Tất cả chợ này rất là nhiều dê luôn. Kiều này thì cũng dễ nuôi như dê mà. Và cái kiều này thì nó cũng khác cái kiều mà ở Úc hay gì nha mọi người. Kiều này lông ít lắm. Kiều này kiều khác. Nó cũng tương tự như dê. Lông nó cũng ấy thôi, không phải là lông nó xù ra to đâu. Nắng lắm, nắng, mệt. Sự thật đấy. Mình xuống đây thời tiết nó thay đổi. Ở Wambu, cái tỉnh Wambu nó đang mưa. Mà ở cái tỉnh này thì trời chưa mưa. Nắng hẳn luôn đấy. Nên là sốc nhiệt. Ốm từ hôm qua giờ, mệt. Ở đây là bò nha mọi người. Đấy. Ở cái chợ này xin số ông này lại này. Sau nhờ chuyển xuống. Ở đây tất cả đều bò cái cả. Bò cái là bò lứa thôi, không phải già đâu. Cái này là mới trưởng thành. Đang trưởng thành đấy. Nhiều nhờ. Đẹp đấy, mấy con bồ đen này đẹp đấy.
Ở đây là bò với dê với cừu nha mọi người. Đấy, công nhận là xuống như này hợp lý phết đấy. Cả bò cả dê cần bao nhiêu cũng có, mà cần như thế nào cũng có, sự thật. Có những con hơi da, con này hơi da này. Mình lấy một con non non đó, non. Chuyến này đi được việc phết đấy. Cả dê cả bò, anh Giáp ở trong kia đang buôn bán dê với cừu. Ở trong chợ này các bạn ơi, trong cái khu vực mà vây. Você tem número, né? Tem número WhatsApp? WhatsApp đây. Tem? Tem. Eu vou comprar mais. Ah, yeah. WhatsApp, eu WhatsApp. Vai comprar su bem, nosso vai comprar tudo dia, sim. Agora. Agora, esse aqui tipo tamanho. Quanto fala? Amigo, eu aqui garanto aqui 350. Mas eu não vendo mais assim. Eu vendo só tudo. Você, aquele preço de 285. Não. Porque aqui igual a 250. Aquele de 350. Aqui agora, tem quanto? Agora eu vendo você tudo só. Aqui tu tem quanto? Pô, bán tất cả luôn à? Aqui tem mais 10, 40. Bán tất cả thì ai mua? Aqui vendo você assim. Mua tầm 20 con thôi. Vê. Aqui. 20 con. Tudo, vê là 10 tudo, con ở dưới quê Linh Đồ là 30 con. Dê với cừu thì tầm 150 con là được. Nó đã bom. Số lượng này có gì sau mua tiếp. Chứ ngân sách có hạn. Mua từng bò với là dê với là cừu. Ối tiền các bạn ạ. Tính là phải mấy trăm củ. 300, 400 củ rồi còn gì nữa. Anh nên đòi bán cả đoàn. Bán cả đoàn là bán đồng giá đây. Khôn phết đấy. Bán cả đoàn này. Nào phá la bèn. Phá la bèn. Branca, estamanha. Để bây giờ là sẽ làm việc. Làm việc giá như thế nào, rồi tí chiều chiều chốt lên xe thì mình sẽ nói cụ thể sau nha mọi người. Nhiều khi bàn giá thì người ta cũng kỳ cái máy quay nên là không quay được. Thôi cứ để cho anh tự nhiên thôi, thoải mái thì mình sẽ không quay nhiều. Bò này về chăm sóc là nó rất là đẹp. Cái này là chưa chăm sóc đâu, cái này mới thả rông thôi, còn về cho nó ăn rồi là các kiểu nữa, chăm sóc thì tốt thì nó lông với gì nó mượt. Bây giờ là sẽ cho bò lên nha mọi người. Đấy, ui giời, đây là mới có 21 con thôi, còn 10 con ở chỗ quê của Linh Đồ nữa. Đấy, 21 con. Ui, vừa đẹp. Vừa đẹp luôn đúng không? 11 con nữa là đẹp. 11 con nữa là đẹp luôn. Ôi, nó chật quá thì cũng được. Ok, về luôn. Ok, rồi bây giờ là cho xe chạy cái bung gù. Cho Điệp đi nhỉ? Điệp với đội minh gù đi nhỉ? Đi cái bung gù. Rồi cho đội minh gù ngồi xe này đi về bãi lùn đù luôn. Rồi em ở đấy rồi bọn anh chạy lên. Xong xử lý dê cái là lên. Bao giờ phải chạy về đấy để làm giấy tờ đấy chứ? Vừa rồi về làm giấy tờ bò nữa. Ok, bây giờ là về làm giấy tờ bò nha mọi người. Tại vì tất cả các bò dê là phải có giấy tờ đi đường. Dịch bệnh ấy. Ok các bạn, thì hiện tại bây giờ là Quang Linh đang chở bò bên kia. Đang cho bò lên. Thì anh em mình ở bên này là sẽ cho dê lên nha các bạn. Cho dê lên để nó sẽ chở về trên huyện. Bây giờ cũng tầm chiều rồi. Muộn rồi các bạn. Bây giờ phải làm giấy tờ thủ tục là dê mình đã trả tiền đã mua không đi đường là người ta sẽ kiểm chứng cái giấy giấy mua dê đã trả tiền hay không, tưởng dê ăn trộm con cắp ấy. Dạ. Con ta công phim à? Nào ấy xin ông ơi. Dạ, nói bây giờ là mấy anh chủ bán là người ta đang đưa lên cho anh ấy. Đấy, ui, đây vào gaso. Ôi, cái này tao đi. Phép xa lại nè. Đấy, đang làm thủ tục giấy tờ đấy bạn. Bây giờ là vận chuyển lên này. Cừu này dê. Đó đấy là gần 100 con đấy bạn. Đấy tập kết mãi ấy, hồi đại như ấy.
được 90 con, được 7 con đấy, 90 con, 90 con à? Ừ, đẹp lắm. Chờ mai nó sắp ngày như sáng như. Mới thêm 10 con nữa chứ. Giờ đang đi lại ở đây không còn nữa, ở đây toàn diện được. Thêm 10 con nữa cho đủ 100 con luôn đi. Bỏ không chứ? Bỏ, nó đi làm giấy tờ xong. Giấy tờ, giấy tờ răng nhỉ? Cái bông gú ấy. Coi là 10 con ở làm giấy luôn, giấy tờ luôn. Điệp ơi. Điệp. Thôi đi làm giấy tờ luôn. Gọi cho Lindo cái thôi. Ok nha mọi người. Gọi cho Lindo này là làm giấy tờ giờ kia. Nói là bò làm giấy tờ luôn, để tìm xe không chờ luôn. Dê với là bò là 2 xe. Và đang đi làm giấy tờ. Làm giấy tờ nó hơi lâu một tí. Hôm nay là anh em mà gom được cả 100 con dê, cả cừu nữa. Rồi bò 35 con nữa. Tuyệt vời rồi. Ây da, xúc cát lên đấy là được đấy. Đời với đảo chân đấy, nóng đấy. Nóng. Cô tôi đây chứ? Đâu đâu? Hả? Hai con được nè. Rồi là tí rồi đi mua mấy cái thau múc nước này, mấy cái thùng nữa, thau thùng nước các kiểu. Quan thùng. Rồi là đi cắt cỏ. Nào phát là sơn rồi đập bột. Dê nó ăn. Ui giời, thế này nhiều quá, xe này làm sao mà chở được cả 100 mấy con như này. Dê là còn nhiều lắm. Ok nha mọi người ơi. Thì đây là 27 con bò là anh em mình đã mua rồi và cũng đang chờ giấy tờ để chờ về huyện luôn. Và 10 con bò, 11 con ở dưới quê của Lindo ấy, thì chắc là để mai thuê xe riêng trở về, chứ xe này không chở được nữa, chở được 27 con thôi. Và đây là dê, đây là xe dê nha mọi người. Đây để mình trèo lên đây mình quay cho mọi người xem. Ơi, đưa máy đây đi ơi. Đây. Đây dê đây nha. Ôi, ok đây. Đây là 100 con dê cả cừu nha mọi người. Đấy, rất là nhiều luôn. Và cũng đang chờ giấy tờ. Tại vì khi mà đưa dê cừu bò qua tỉnh khác ấy thì bắt buộc phải làm giấy tờ dịch bệnh, chứ không có là công an thu hết đấy, nên là phải chờ giấy tờ. Đấy, đây là 100 con dê cả cừu. Ui ơi. Còn chỗ này là bò. Có bà xe lì. Có bà xe lì. Đây là bò để mình trèo lên mình quay cho. 27 con. Đây, trèo lên đây. Ui giời. Cứt bò lem. Dạ, ta bò nhá. Đợt này là bò mua nhiều luôn. Bò ta mua mấy nhỉ? 38 con. 38 con. Có 4 hay 5 con gì to của trang trại. Bò lái 6. Hả? 7 con. 7 con to. Bò lái đây, bò sứa chứ, bò sứa đây. Đấy, dê với gì nữa. Ôi, bây giờ là anh em chắc là chờ giấy tờ xong là đưa cho tài xế là trở về thôi. Ngày mai chắc là anh em sẽ theo xe về luôn. Ngày mai sẽ hạ chuồng cho vào trang trại. Ok, mọi người cùng chờ đón xem nha. Ok, chào tất cả mọi người nha. Chào các bạn. Chào các bạn.